Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 29 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. 17 dự án được đưa vào danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên. Huyện Văn Lâm chuẩn bị tổ chức cưỡng chế thu hồi đất cho dự án khu đô thị Đại An tại thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang. Doanh nghiệp thực hành tiết kiệm điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Tỉnh Hưng Yên giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật ca trù. Tai nạn giao thông gia tăng, nguyên nhân từ sự chủ quan của chính người tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, qua hai lần điều chỉnh bổ sung, đến nay có 17 dự án được đưa vào danh mục các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Được thành lập từ đầu năm 2022, đến nay Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên đã đưa 17 dự án vào danh sách theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, trong đó có 3 dự án giao thông, 6 dự án khu công nghiệp, 7 dự án cụm công nghiệp và 1 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp. Mới đây nhất, 2 dự án được bổ sung vào danh mục để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là dự án đường kết nối di sản dọc sông Hồng và dự án xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp, khu công nghiệp Yên Vĩ 2. Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo, có 4 dự án được đưa ra khỏi danh mục do đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được tổ chức triển khai xây dựng đúng tiến độ. Đó đều là các dự án khu công nghiệp gồm khu công nghiệp Sạch số 3, số 5 và Thăng Long 2 mở rộng. Còn lại 13 dự án gồm 2 dự án khu công nghiệp là khu công nghiệp Yên Mỹ và Yên Vĩ 2 mở rộng. 3 dự án giao thông là đường Vành Đai 4, đường Tân Phúc Vọng Phan, đường kết nối di sản, 7 dự án cụm công nghiệp và dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp. Để hoàn thành đúng tiến độ, sớm thu hút dự án vào đầu tư, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trên địa bàn tỉnh, hiện có 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 500 ha. Nhờ tập trung tháo gỡ khó khăn, thời điểm hiện tại, một số cụm công nghiệp đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đã hoàn thành tới 90% hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao thông, thoát nước, cấp điện chiếu sáng và đang tiến hành san lấp mặt bằng. Trong đó, một số cụm công nghiệp đã thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp như cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghệ Dân, cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ, cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng, tập trung vào các lĩnh vực cơ khí, luyện kim, sản xuất máy móc, thiết bị sản xuất lắp ráp ô tô xe máy, sản xuất sản phẩm điện điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Để các dự án sớm đi vào hoạt động, ngay sau khi hoàn thiện hạ tầng, một mặt đơn vị chủ đầu tư tăng cường công tác hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, một mặt tiến hành san lấp mặt bằng để bàn giao cho doanh nghiệp. Dự kiến vào ngày mai 30 tháng 7, huyện Văn Lâm sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho khu đô thị Đại An, tức khu đô thị Ocean Park 3 trên địa bàn thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang. Trước đó, qua nhiều lần tuyên truyền giải thích vận động thuyết phục và cả cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, nhưng vẫn còn hàng chục hộ có đất nông nghiệp tại thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Vì vậy, trong tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 65 hộ ở thôn Nghĩa Trai với diện tích gần 60.000 m2. Ngay sau đó, có 13 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng gần 13.000 m2. Tuy nhiên, vẫn còn 52 hộ với diện tích gần 47.000 m2 chưa đồng thuận. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm đã có thông báo về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ này vào ngày 23 tháng 7. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, thời gian cưỡng chế được điều chỉnh sang ngày 30 tháng 7, dự án khu đô thị Ocean Park 3 trên địa bàn huyện Văn Lâm có diện tích đất cần thu hồi trên 134 ha. Đến nay đã ban hành quyết định thu hồi đất đạt gần 96% diện tích, đã bàn giao được trên 92% diện tích. Huyện Văn Lâm quyết tâm thực hiện thành công an toàn việc cưỡng chế thu hồi đất cho dự án này nhằm đảm bảo sự nghiêm minh công bằng của pháp luật. Để huyện Phù Cừ về đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, nhất là trong việc hiến đất làm đường, có vai trò rất quan trọng. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện Phù Cừ có hơn 3.000 hộ tự nguyện hiến gần 53.000 m2 đất ở, phá rỡ gần 1.600 m tường bao và công trình phụ, di chuyển đường điện gia đình để mở rộng đường giao thông nông thôn, tự nguyện hiến 3,5 ha đất nông nghiệp và đóng góp trên 1.700 ngày công lao động
để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng. Tiêu biểu như xã Minh Tiến có hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến trên 22.000 m2 đất để mở rộng đường DH86, DH84. Các tuyến đường liên thôn, liên xã, xã Bình Hoàng có gần 200 hộ dân tình nguyện hiến gần 4.000 m2 đất để thi công 12 tuyến đường. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện cơ bản được hoàn thiện, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế địa phương. Trong bối cảnh dự báo thời gian tới còn nhiều khó khăn thách thức, hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa qua đã thống nhất phương châm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2024 là 2 chống, 3 không, 4 hơn, 5 rõ và 6 giảm. 2 chống là chống trì trệ, chống quan liêu, 3 không là không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không sợ vất vả, không bao che vi phạm khuyết điểm, 4 hơn là đoàn kết, thống nhất hơn, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, khẩn trương và hiệu quả hơn. Năm rõ là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Sáu dám là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là triển khai thực hiện nghiêm túc bài bản đồng bộ quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, triển khai quyết liệt đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sớm ổn định hệ thống chính trị để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở. Tập trung với mức độ ưu tiên cao nhất để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, quan trọng hàng đầu và là nhân tố quyết định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024. Tiếp tục tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo an ninh năng lượng nói chung và đảm bảo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nói riêng, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, không ít tập thể cá nhân có những giải pháp sử dụng điện góp phần tiết kiệm hàng triệu kilowatt điện năng. Ngay từ khâu thiết kế xây dựng văn phòng và xưởng sản xuất, công ty cổ phần công nghệ sinh học NGU Việt Nam tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã tận dụng tối đa nguồn năng lượng tự nhiên gồm ánh sáng và gió nhằm giảm bớt sử dụng điện năng. Cùng với đó, công ty đã tối ưu hóa dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trên cơ sở hợp đồng sản phẩm từng tháng, doanh nghiệp đã xây dựng phương án sử dụng điện chi tiết theo khung giờ, có thông tin hai chiều với điện lực Kim Động, tránh quá tải cục bộ. Từ chỗ lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng từ 500 triệu đã giảm xuống còn 400 triệu trên tháng. Bố trí sản xuất hợp lý, phối hợp công ty điện lực điều tiết giảm công suất để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện nói chung, đặc biệt là xung quanh chiếu sáng của công ty thì chúng tôi hoàn toàn dùng điện năng lượng mặt trời. Từ trên văn phòng để sản xuất, chúng tôi luôn quán triệt anh em công nhân cũng như nhân viên văn phòng luôn luôn thực hiện tiết kiệm điện, ra khỏi phòng tắt hết các thiết bị điện, đảm bảo vấn đề tiết kiệm điện cũng an toàn phòng cháy chữa cháy. Thay cho dây chuyền làm việc liên tục như trước đây thì các động cơ có công suất lớn bao gồm động cơ làm mát, động cơ tải băng chuyền chỉ hoạt động khi cảm biến qua vi xử lý phân tích và cấp lệnh đóng mở nguồn điện cho động cơ hoạt động. Nhờ vậy, tỷ lệ tổn hao điện năng của doanh nghiệp này giảm đáng kể so với trước. Công ty cổ phần kính Việt Nhật trước đây điện tiêu thụ trung bình là 3 tỷ đồng trên tháng. Để tiết giảm trung bình 500 triệu đồng trên tháng, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như ban hành quy chế sử dụng điện, đầu tư công nghệ mới với tỷ lệ tự động hóa 100%, nên doanh nghiệp đã tiết giảm trung bình từ 15 tới 20% tiền điện trên tháng. Việc bố trí sản xuất thì công ty là làm việc liên tục, do vậy là sẽ bố trí vào những cái giờ khung giờ thấp điểm để mang lại hiệu quả, đầu tư các dạng máy móc như tiết kiệm năng lượng, tất cả các máy móc là toàn bộ là tự động hết. Với vai trò là đơn vị vận hành và cung ứng điện, công ty điện lực Hưng Yên nói chung và các điện lực trực thuộc nói riêng đã triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm giúp các khách hàng sử dụng điện hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất. Điện lực đã đến làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp để hướng dẫn sử dụng điện phù hợp với cả dây chuyền, tư vấn cho khách hàng là dịch chuyển phụ tải, dự báo phụ tải, sử dụng điện hợp lý. 100% doanh nghiệp diện kiểm toán năng lượng sử dụng điện lớn từ 1 triệu kWh trên năm trở lên đều đã ký hợp đồng thỏa thuận phụ tải với ngành điện Hưng Yên, sử dụng điện theo hướng dẫn của ngành điện nhằm chống quá tải cục bộ. Điển hình là các doanh nghiệp sản xuất thép, sản xuất bao bì và đồ nhựa. Từ phương thức này đã góp phần giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất, được hưởng ưu đãi về giá, qua đó nâng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, ca trù là loại hình nghệ thuật độc đáo có giá trị đặc biệt trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Với tính cấp thiết đó, những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị của môn nghệ thuật này thông qua các lớp truyền dạy hát ca trù.
Đây là một buổi truyền dạy hát ca trù tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, một trong những cây nôi của nghệ thuật ca trù Hưng Yên. Dưới sự truyền dạy của nghệ nhân nhân dân Đỗ Thị Thanh Nhàn, các học viên là những hạt nhân văn nghệ đến từ nhiều địa phương hào hứng học các thể cách hát ca trù và học đánh trống trầu, chơi đàn đánh. Lớp học có 30 học viên, tuổi từ 10 đến 80 tuổi, có điểm chung là yêu thích làn điệu nghệ thuật truyền thống này. Bà Mai Thị Bình ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử tuy đã gần 80 tuổi, song đã nhiều năm đăng ký tham gia lớp học ca trù. Tôi ham mê mà cũng biết là cái vi vật thể này là hiếm, mà nhà nước thì nó dần dần nó mai mốt đi thì ai là cái người giữ, thì mình là cái người biết là phải giữ. Chính vì vậy nên tôi cứ theo đuổi, dù là tôi có cao tuổi nhưng mà đến đây thì cũng là lần thứ tư thứ năm học lớp theo đuổi lớp ca trù. Nhiều trẻ em trong và ngoài xã Trung Nghĩa yêu thích với loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương. Hè năm nay, em Trần Thị Ánh Linh, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Trung Nghĩa, tham gia học hát ca trù cùng với các bạn. Sau một vài buổi học, Linh đã hát được một số thể cách cơ bản và biết gõ phách đúng nhịp. Các thầy cô đã truyền cảm hứng cho em qua các lời ca, tiếng hát. Em muốn học để phát triển và gìn giữ môn nghệ thuật này. Hàng năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch mời các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân của nghệ thuật hát ca trù tham gia các lớp truyền dạy ca trù nhằm phổ biến và phát triển di sản văn hóa phi vật thể này đến với đông đảo cộng đồng. Thực tế cho thấy đang ngày càng có nhiều người trẻ yêu thích và đến với hát ca trù. Các cháu học sinh đã có rất nhiều các cháu đam mê và hát có chất giọng rất là tốt và đam mê học ca trù, thì đấy là một cái chúng tôi có những cái người nối tiếp lại cái văn hóa phi vật thể nhân loại là ca trù. Những lớp truyền dạy ca trù được tổ chức đều đặn là cách tốt nhất để ca trù, một loại hình nghệ thuật truyền thống, đến với đông đảo công chúng, bởi những người tham gia lớp học sẽ là nòng cốt để lan tỏa nghệ thuật hát ca trù tại địa phương mình, qua đó giúp di sản này trường tồn cùng thời gian và phát huy giá trị. Nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua huyện Yên Mỹ đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về lĩnh vực này. Yên Mỹ là địa bàn đông dân cư và có nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất hoạt động nên nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất cao. Điển hình, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ cháy ở 2 công ty và một xưởng sản xuất gạo. Để ngăn ngừa hỏa hoạn có thể tiếp tục xảy ra, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, thực tập 6 phương án phòng cháy chữa cháy, 4 phương án cứu nạn cứu hộ, thành lập 17 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại 17 xã thị trấn. Công an huyện Yên Mỹ đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt trên 180 trường hợp với tổng số tiền gần 130 triệu đồng. Ra quyết định đình chỉ 12 cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Từ năm 2023 đến nay, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động triển khai mô hình xã không có ma túy nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, xây dựng hộ gia đình, khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thôn Quảng Lạc có hơn 400 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu. Thời gian qua, nhân dân trong thôn thường xuyên được tuyên truyền về chính sách pháp luật như luật phòng chống ma túy, tránh xa các tai tệ nạn xã hội. Qua đó, nâng cao ý thức, cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh tố giác với các hành vi vi phạm pháp luật. Đầu năm nay, trong thôn có một trường hợp mắc nghiện trong thời gian đi làm ăn xa. Khi trở về địa phương, đã được chính quyền thôn vận động đi cai nghiện tự nguyện. Tổ an ninh thôn thường xuyên kết hợp với công an xã kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, có thuê lao động ngoài địa phương và các cơ sở kinh doanh lưu trú. Chúng tôi phải trực tiếp gặp gỡ những các cái thanh niên mà được tin cậy nhất để đặt vấn đề, và để từ cái thông nguồn thông tin đó, cái đối tượng đó thì thông báo lại chúng tôi, thì từ đó mình có cái phương án hoặc có cái kế hoạch cùng với này xã nắm bắt và kiểm tra. Ở đây thì các chú và các anh thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân là
sống lành mạnh. Tôi cũng thường xuyên khuyên bảo các bạn bè, các mọi người xung quanh hàng xóm mà tránh xa các cái tệ nạn, thay vào đó tập trung làm ăn cống hiến để xây dựng thôn xóm ngày lành mạnh hơn ạ. Phú Thịnh là xã có vị trí giáp danh với huyện Quai Châu và huyện Phú Xuyên của thành phố Hà Nội, nơi có nhiều phương tiện khai thác khoáng sản hoạt động. Để giữ vững địa bàn sạch, không có ma túy và các tệ nạn xã hội, thời gian qua, công an xã đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các thôn, vận động 100% hộ dân ký cam kết xây dựng thôn xóm không có tệ nạn xã hội ma túy. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2024 đã bắt giữ và xử lý 4 vụ án hình sự, trong đó có một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Chúng tôi đã xác định cái việc để mà trong sạch địa bàn là cực kỳ khó, đặc biệt là với cái chủ trương là đô thị hóa hai xã Phú Thịnh, Thọ Vinh trong cái thời gian tới. Chúng tôi cũng tiếp tục là làm công tác tuyên truyền với các cái ngành đoàn thể, đặc biệt là từ sau khi là thành lập được cái tổ an ninh cơ sở, là những các cái cung cấp nguồn tin ban đầu cũng như là trực tiếp xử lý các cái liên quan đến an ninh trật tự, đặc biệt là cái nội dung mà thực hiện cái đề án ma túy. Bằng sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Phú Thịnh đã và đang từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo cơ quan chức năng, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong 7 tháng đầu năm 2024 tăng cả 3 tiêu chí. Đặc biệt có khá nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mà nguyên nhân chính từ sự chủ quan của người cầm lái. Theo thống kê, 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 371 vụ tai nạn giao thông, làm chết 110 người, bị thương 357 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 92 vụ, tăng 12 người chết và 181 người bị thương. Theo phân tích của ngành chức năng, các lỗi vi phạm xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện chiếm tỷ lệ rất cao, hơn 50% số vụ xảy ra. Những lỗi chủ quan thường gặp nhất là chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, phần đường, sử dụng rượu bia, chuyển hướng sai quy định, lái xe trong khi mệt mỏi, sử dụng điện thoại khi lái xe. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong xảy ra vào sáng ngày 26 tháng 7 tại quốc lộ 38B, đoạn đi qua công ty cổ phần Mai Tiên Hưng, huyện Tiên Lữ là một ví dụ điển hình. Riêng trong ngày 26 tháng 7, trên hai tuyến quốc lộ 38B qua huyện Tiên Lữ và quốc lộ 39 qua địa phận huyện Kim Động xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết. Ngoài lưu lượng tham gia giao thông ở đây cao, nguyên nhân khác là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao. Dọc trên tuyến quốc lộ 8, đặc biệt là cái địa bàn huyện Tiên Lữ ấy, thì có một vài những cái doanh nghiệp, thì cái lượng công nhân lớn, thì công nhân thì di chuyển thì thường thì ý thức tham gia giao thông chưa cao, dẫn đến tình trạng mà xung đột giao thông rồi là nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông rất là nguy hiểm. Còn đây là hình ảnh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 19 tháng 7 tại ngã tư giao nhau giữa đường Chu Mạnh Trinh và đường Phạm Bạch Hổ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, khiến người điều khiển mô tô tử vong tại chỗ. Người tham gia giao thông đi xe máy ấy, có khi người ta đi có lúc nó cũng không có để ý nhiều ấy, là đôi khi người ta cứ thế là có người ta tạt đầu ngay ấy. Nên là mình đi đôi khi mình phải để ý thôi. Nói chung là anh em tham gia ở đây thì cũng khuyên anh em là đi tốc độ nó vừa phải thôi, vì cái đường này thì nó hẹp mà xe bây giờ nó lưu lượng nó đông. Chúng tôi cũng trực tiếp tuyên truyền đến trường học, doanh nghiệp có đóng trên địa bàn, đặc biệt là các cái doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đều có các cái kế hoạch tuyên truyền cụ thể để làm sao để thực hiện kéo giảm tai nạn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông được dự báo đến cuối năm vẫn tiếp tục phức tạp. Do đó, để kiềm chế tai nạn giao thông, ngoài việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, sự vào cuộc của cơ quan chức năng, thì cần phải nâng cao đạo đức trách nhiệm của người lái xe, nhất là lái xe tải, xe khách, đồng thời quản lý chặt chẽ hơn công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để tránh những vụ tai nạn thương tâm xảy ra mà nguyên nhân từ chính người cầm lái. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.